này nó cao, ngọn nó ở trên cao. Quá khó. Các bạn cái lên đất là nó trơn quá. Nó chỉ lún tí nữa là chịu chết rồi. Xin chào WhatsApp anh em nhá. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Nhiều Ít Các Bác To. Ngày hôm nay các bạn lại cùng với tôi đi theo chiếc xe lông ba bánh chở đất đến công trình đổ ben nhá. Hôm nay chắc là phải đi khá là xa đấy các bạn nhá. Đi xa xíu. Theo chiếc xe công lông này với một cái hành trình dài khoảng 5 km các bạn nhá.
review cho bạn xem cái ngày đổ con đường này. Rất nhiều video ở đây rồi các bạn nhé. Rất xa rồi các bạn nhá. Bây giờ bắt đầu đến cái con ngõ. Hôm trước mình đã review các bạn xem ở trong này.
đây là khu vườn trồng hành các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể thấy đây là hành này. Đấy, đây là hành bé đấy các bạn nhé. À, khu vườn này giờ được cải tạo thì cái màu mỡ của đất nó đã bị giảm nên là giờ phải đổ thêm đất từ xa các bạn nhé. Đấy, một con khu vườn ở trong rất là sâu. Chủ nhà nhé. Bây giờ các bạn hãy cùng với tôi di chuyển đến một bãi đại lý vật liệu xây dựng khác để review những chiếc xe công nông khác các bạn nhé. Rồi là một hành trình đổ ben đất của chiếc xe công nông chở một khối đất đến cải tạo cái khu vườn. Các bạn đã nhìn thấy gì chưa? Rất lâu rồi hôm nay tôi mới gặp lại anh chàng đẹp trai, vô cùng đẹp trai lái chiếc xe công nông này nhá. Ở một cái video từ rất chi là lâu rồi. Hôm nay mới gặp lại anh chàng lái công nông chuyên bịt mặt. Hôm nay chiếc xe công nông một khối của chúng ta sẽ chở một cây gầy cây các bạn nhé. Chỗ này hình như là 500 viên các bạn nhé. Cái những cái gạch này thường được để xây bờ kè, xây bờ cao. Thank you.
sao anh? À đây, bây giờ chúng ta sẽ ngoảnh vào trong cái con ngõ ở dưới cầu này. À, chiếc xe máy của mình hiện tại đang sắp là hết nguyên liệu các bạn nhá. Rồi, các bạn nhìn. Phải về mò rồi. Là quả cua vào trong này rất ghê. Thì con này nó dốc nghiêng các bạn nhé. Chưa bao giờ mình đi vào cái con ngõ này. Chế ở khu vực mình đều sử dụng đầu lổ của Trung Quốc các bạn nhé. Ở đây là 360 viên gạch, không phải là 500 viên các bạn nhé. Cái này nó cao, ngọn nó ở trên cao. Quá khó. Các bạn cái lên đất là nó trơn quá. Nó chỉ lún tí nữa là chịu chết rồi. Các bạn có thấy quả cầu đéo vùng bánh xe quay tít lủ nhá. Đấy, vừa rồi là pha đổ ben vô cùng đẹp mắt của hai chiếc xe hông lông. Rồi mình xin kết thúc video đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Các bạn hãy ấn subscribe kênh YouTube cho mình nhá. Rồi cảm ơn các bạn nhiều.